tiếp tục. Và tiếp tục đó là mình sẽ review tiếp là cái nón này các bạn. Đây là cái nón mà để mình đeo design, mình có ra ngoài mình in logo, mình dán này, mình ủi này các bạn. Ủi giống như hồi lúc trước mình ủi áo đó banh các bạn đó, dễ lắm. Mình cứ thiết kế logo xong mình ra ngoài tiệm in bét á, in thịt đồ thể thao á, thiết kế logo giống như của mình nè, đó logo của mình nè đó, hay ở ngoài ở sau lưng mình nè các bạn, đó đó thằng nhiêu lắm. Thì ủi lên cái nón của mình để nhận diện thương hiệu các bạn. Và ok, bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính luôn. Cái này, cái nón này để mình đeo Google. Thì hiện tại lúc trước mình có mua một cái nón, trước khi mình mua mấy cái con này nè, máy quay này nè, là mình mua có một cái là cái nón cũng là để gắn Google. Nhưng mà hàng điểu các bạn, hàng điểu, bạn nghĩ đi, cái mao này nó trên đây mà nó rời ở ngoài rồi, được có một cái mao, có một cái mao khác trên đây sẵn rồi còn nhựa, xong cái đoạn ta nó tặng cho mình miếng keo bạn, định ở đây rồi lấy cái mao này định vô. Tốt, mình nói thật các bạn là mình thất vọng luôn, nghĩ sao tại dán vô cái là nó coi như nó rớt cái luôn bạn, nó đâu có chắc đâu. Mình mới đục 4 cái lỗ, mình mới lấy là mình mới đục một cái lỗ bạn, đục một cái lỗ, đục 4 cái lỗ chứ, 4 cái lỗ, 4 góc nè, 4 góc nè, để mình mai lấy kim chỉ đen đó, mình mai vô cái nón cho nó chắc lại. Chứ người ta dán keo nó rớt hết trơn nè, cái nón nó hiện tại là mình bỏ trên Sài Gòn các bạn, lên nó manh mình trên đội mình bỏ quên chảnh nè, chưa lấy về, để về bữa mình lấy về review các bạn, cho các bạn xem. Rồi à, nó bỏ luôn là cái nón màu đen nha. Rồi bắt đầu mình lên Shopee mình tìm hiểu, hiện tại là mình thấy cái nón này ở trong này các bạn thấy có 4 nút màu đen không, là nó đóng nút các bạn, nó đóng nút chết luôn đó, nó chắc cứng nát trên nè, mình không bị a cho ai chứ, mình mua thì mình xài các bạn, nên hiện tại là mình nói chắc là chắc, dở là dở. Cái nón là 150 mấy ngàn các bạn, tiền ship luôn hình như là mấy đồng, mấy chục ngàn nữa đó, 150 mấy ngàn, 180 mấy ngàn bao nhiêu đó mình quên rồi đó, là nó chắc chắn chất lượng. Cái nón kia cũng 150 mấy ngàn nữa, mình mua đúng hàng điểu các bạn, tào lao. Mà mình đặt màu đen các bạn, phải màu đỏ, mà nó hết hàng màu đen rồi, bắt buộc mình đặt màu đỏ luôn. Bây giờ mình mới đặt hàng mới nữa, không có màu đen nữa đó, để mình sử dụng các bạn. Nó có hai màu đen và đỏ đó, chắc chắn các bạn. Không ngoài sau là hiện tại là nó là dạng miếng dán đó, nhưng cái đầu mình hơi nhỏ, mình hơi tốt rồi xin. Đó, ok các bạn ha, không kết thông thường đấy. Rồi anh nha, rồi xong nó mới cho mình cái này nữa nè các bạn. Đây cái này, cái này để gắn Google, gắn Google. Trời đất ơi, đó có tem mảng mát ngoài nè, Revlon nè, tem thương hiệu của nó bạn, nhìn chắc cú không, ken sà beng đó. Thì cái này là để là gắn Google các bạn, gắn này này nè. Thì hiện tại mình sẽ gắn mẫu các bạn xem nha. Cái này đó là để gắn đâu, cái này để gắn đây nè, nó có cái ngàm đây nè, để xuống nè, đó bạn thấy không, chắc cú không. Nhưng mình vẫn chưa yên tâm đâu, cái này mà nó gãy cái ngàm ở đây là nó gớt luôn cái Google là chết luôn. Thành ra tại là mình còn đang tính một phương án nữa, tức là mình sẽ có một cái cọng dây, mình sẽ cột xíu đây, xong móc ngược ra sau đây, móc cái này nè, đây dự phòng trường hợp mà nó bị gãy cái ngàm ở đây nè, bạn có thấy không, cái ngàm này nè rất dễ gãy. Đây bữa hổm mình cũng mua cái nón đen đúng là hàng điểu luôn, đây nó gãy đây, cái nón đen quăng trên Sài Gòn rồi đó các bạn thấy không nè, cái nón của cái nón đen nè nó gãy hai cái ngàm ở đây, nó ác ơi là ác luôn. Mua cái máy gần có 10 triệu mà chỉ vì mua cái hàng điểu của cái nón mà để mới gắn vô thôi là nó bành, mình phải kỹ lưỡng các bạn, cẩn thận. Nhưng mà hàng tốt mình tốt cũng không tin tưởng mấy các bạn, mình phải dự phòng các bạn,
phướng 1, phướng 2. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn thử các bạn xem ha. Ui, thằng nhớ sao đây đây. Đè vô cái cặp một cái rồi. Nhớ đút vô, nhấn vô vàng lúc một cái rồi nó nghe cục một cái là nó vô kìa. Đó. Yếu này ghê quá đi. Gắn gì đâu đúng không các bạn? Ok đúng không? Và gắn lại cái nón này. Cẩn thận nó xước màn hình các bạn. Đó. Mình sẽ cân chỉnh làm sao cho nó hợp. U cho nó nặng. Nó cũng nặng đấy các bạn. Không đùa được đâu. Này di chuyển từ từ thôi chứ chạy là không được đâu nha. Căng thẳng các bạn. Nặng đó. Thì từ thì được. Đó các bạn. Đó gì nè. Ok các bạn ha. Đó. Và đợi mình sẽ nữa mình sẽ thiết kế một không gian cột đây nè, luôn cái sao móc ở đây nè, đây có cái móc này cho nó an toàn các bạn, lỡ mình có gãy ngàm này nó cũng còn cái cục này lủng lẳng lại lấy được ra ra được, lỡ đi biển cái mình lỡ mình gặt mạnh quá mình đi mình trúng vô cái cột gì đó nó gớt nó gãy vào cái này, nó gãy cái ngàm này nó gớt cái cục này xuống biển là coi như tiêu, hoặc là nó gớt xuống đâu đó sông suối là coi như mình tiêu, mình giữ phòng chỗ này nó có gớt nguyên cái nón dù sao nó cũng còn nổi được xíu. Còn thuận tay mình chụp được, còn nó gớt cái nó gãy cái này đôi khi mình không hay á, hoạt động á là coi như mất mười mấy triệu á, không đùa được. Đó là như thế các bạn. Ok rồi. Ok các bạn ha, hiểu ha. Đó, vấn đề này nó là như thế. Rồi, tiếp tục.